Bên cạnh nhiệm vụ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công v.v. thì nhiệm vụ xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo nghị quyết số 12 ngày 25 tháng 5 năm 2022 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng chính quyền số trong tương lai gần. Tuy nhiên trên thực tế phát sinh nhiều khó khăn. Cũng có nhiều người dân sẽ chưa nắm bắt được cách tiếp cận này nên cần phải tuyên truyền và hướng dẫn nhiều hơn nữa để người dân có thể nắm bắt được thông tin nhiều hơn. Thì cần nên tuyên truyền rộng rãi hơn để cho người dân hiểu biết và có thể là bớt thời gian để đi lại trong lĩnh vực để đi làm giấy tờ. Tuyên truyền về cụ thể về là ứng dụng công nghệ thông tin đó và đại chúng là rộng rãi hơn để cho người dân biết. Yêu cầu về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công, lĩnh vực y tế, giáo dục, chi trả trợ cấp cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh để trang bị các kỹ năng kiến thức như tổng quan về chuyển đổi số, hướng dẫn cài đặt và sử dụng VNEID, hướng dẫn và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn mua bán trên sàn thương mại điện tử đang đặt ra những thách thức. Về tâm lý của người dân thì tâm lý của người dân vẫn muốn là tới gặp trực tiếp cán bộ là tâm lý của phần nhiều trong giải quyết thủ tục hành chính để được tận mắt tiếp nhận hồ sơ và được hướng dẫn. Nhưng đối với thành phố Đà Lạt và đội ngũ cán bộ công chức thành phố Đà Lạt thì luôn là tập trung công tác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nói rõ các tiện ích mà công dân được hưởng khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến là không có thể nộp 24/7, không phải phụ thuộc vào giờ hành chính của các cơ quan hành chính và kết quả sẽ được số hóa, được gửi vào kho dữ liệu dùng chung và có thể khai thác được cái kho dữ liệu lại trên bất cứ các tỉnh thành nào trên khi thực hiện thủ tục hành chính tại trên toàn lãnh thổ Việt Nam, không phải phụ thuộc vào địa giới hành chính. Thì đa số người dân phường 7 là quy mô sản xuất nông nghiệp, cho nên là cái thói quen mà họ làm trực tiếp thì nó vẫn nhiều hơn. Rồi khi mà áp dụng mà thanh toán trực tuyến thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn. Thì dân không có tài khoản điện tử, dân không có tài khoản ngân hàng, họ đa số họ sử dụng tiền mặt. Thì nó cũng là một cái khó khăn, là một cái thách thức. Thì tuy nhiên thì cũng sẽ có nhiều cái biện pháp, có nhiều cách thức để chúng ta áp dụng. Thì trong thời gian đến thì tôi cũng kính đề nghị, mong rằng chúng ta sẽ áp dụng được duy nhất một cái phương thức thanh toán điện tử cho nó tiện lợi nhất cho người dân. Giống như là qua các cái ngân hàng như hiện nay á, thì việc gửi mã OTP rồi xác minh nó quá nhiều bước thì dân họ cảm thấy họ không có thuận tiện. Thì như các cái tài khoản như ví điện tử Momo hoặc VNPay thì chỉ cần quét một cái thôi là nó xong. Nhưng mà tuy nhiên là không phải ai cũng có thể làm được. Tôi hy vọng là tất cả các cái tài khoản thanh toán điện tử thì chúng ta chỉ cần một thao tác đơn giản thôi thì nó sẽ dễ hơn cho dân. Nhiệm vụ và thách thức cũng chính là phép thử và là minh chứng rõ rệt nhất cho sự nỗ lực quyết tâm của một thành phố được kỳ vọng mạnh mẽ bởi những dấu ấn đột phá trong công tác cải cách hành chính.